Chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình chơi tiếp cho Mikorama level thứ 20 nhé. Cái này thì đơn giản thôi, nó không khó. Chỉ là sắp xếp những cái này để chuyển cái bục này này sang bên kia là mình sẽ hoàn tất. Nào, các bước thực hiện này. À, chuyển cái này sang bên đây. Nâng cái này lên. Chuyển cái này sang đây, nâng cái này lên, chuyển cái này sang, ok, lùi cái này về, ok, chuyển cái này sang, chuyển cái này xuống, chuyển hai cái này sang và đã hoàn thành. Đi vào đây nào, rồi kéo cái này sang bên đây và hoàn tất cửa level thứ 20. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo nha, bye bye.